Tay phải cầm 1 phần 3 chiều dài của khăn. Dùng hai tay dựng cổ áo. Tay trái vuốt nhẹ chiều dài mép khăn, cầm 1 phần 2 phần giải khăn còn lại. Gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn để phần chiều cao khăn còn khoảng 15cm. Đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau. Đặt giải khăn bên trái lên trên giải khăn bên phải vòng đuôi khăn bên trái vào trong đưa lên kéo ra phía ngoài tạo thành nút thứ nhất với giải khăn bên phải vị trí nút khăn tương đương với khuy áo thứ hai từ trên xuống lấy giải khăn bên trái vòng xuống phía dưới giải khăn bên phải theo chiều từ trái sang phải buộc tiếp thành nút thứ hai với giải khăn bên phải chỉnh cho hai giải khăn xòe ra sửa nút khăn vuông vắn bẻ cổ áo xuống tháo khăn quàng đỏ, tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm giải khăn phải phía trên nút rút khăn ra. Lưu ý, khi thực hành nghi thức đội, nếu sau động tác tháo khăn quàng đỏ là động tác thắt khăn quàng đỏ, thì đội viên khi rút khăn ra dùng tay phải giữ nguyên giải khăn đưa về phía trước, hơi trách về bên phải so với thân người, cánh tay phải song song với mặt đất.